Thưa quý vị, hiện nay lĩnh vực logistics được xác định là ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Đây cũng chính là lĩnh vực được Đà Nẵng thời gian qua đặc biệt quan tâm và xem là một động lực lớn đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hướng đến thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị khóa 12. Từ khi đưa vào cung cấp dịch vụ trực tuyến thông qua cảng điện tử ePort, cảng Đà Nẵng đã tối giản hóa tất cả các thủ tục và giảm đáng kể sự tiếp xúc trong giao nhận hàng hóa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Doanh thu của cảng trong 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt là sản lượng hàng container, cũng tăng trưởng tốt trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Cảng Đà Nẵng cũng đã xác định đầu tư phát triển mạnh dịch vụ logistics là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, để cùng với thành phố Đà Nẵng phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế biển trong tương lai. Cùng với thành phố thực hiện cái nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về việc phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Để thực hiện cái việc đó thì cảng Đà Nẵng đã đẩy mạnh cơ cấu lại cái bộ máy tổ chức, cơ cấu lại cái nguồn hàng, cơ cấu lại thị trường và cũng đã thành lập cái trung tâm logistics tại khu Hòa Nhơn, để từ đó chúng tôi đẩy mạnh và chủ động cái thị trường của khu vực miền Trung. Sự tăng trưởng của cảng Đà Nẵng nói riêng và những nỗ lực đầu tư về hạ tầng, tập trung phát triển logistics thời gian qua của thành phố nói chung cũng chính là tín hiệu đáng mừng cho thấy tiềm năng phát triển ngành dịch vụ này tại đây không chỉ dừng lại ở vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi mà đã bắt đầu phát triển và nâng cấp theo hướng mở rộng về quy mô và hiện đại về trang thiết bị và công nghệ. Hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với Đà Nẵng, đóng vai trò trung tâm để phát triển hành lang kinh tế Đông Tây, tạo động lực lớn cho sự đi lên của kinh tế miền Trung cũng như của cả nước, là vấn đề đã được Bộ Chính trị, Chính phủ nhìn nhận từ lâu thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính chiến lược về phát triển bền vững kinh tế biển và logistics. Đà Nẵng là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung này, cũng là một trong những cái điểm đầu nối giữa cái hành lang kinh tế Đông Tây. Và đối với kết nối Đông Tây này, cái hướng Đông Tây này thì chủ trương chung mà chúng tôi suy nghĩ thế này. Về kết nối hạ tầng giao thông cũng như các cái dịch vụ khác đi theo ấy, hiện nay đất nước ta là cái trải dài theo cái mô hình chữ S thế này. Cho nên hiện nay chúng ta mới chỉ chú trọng nhiều đến kết nối theo hướng là Bắc Nam. Cho nên kết nối Đông Tây là nhất là cái khúc giữa này như thế này, của miền Trung này. Nếu mà không có những cái kết nối Đông Tây này, chúng ta không mở rộng được không gian phát triển của đất nước. Và cái hiệu quả sử dụng các cái cảng biển cũng như hạ tầng về giao thông cũng như là logistics của Việt Nam chúng ta là rất cái hạn chế. Cùng với việc đưa các dự án lớn về logistics như cảng Liên Chiểu vào quy hoạch chung thành phố về lâu dài, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ đề án phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng, kết nối hiệu quả với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một cơ sở quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược, tăng cường kết nối để trở thành một đầu mối logistics hàng đầu trong khu vực, theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã đặt ra.